Vậy là bữa nay được nói thoải mái phải không Bình Dương? Bữa nay là mình rồi. đang có vẻ vô lỗ phải không? Dạ đúng là vô lỗi cho anh. Chào anh. Anh còn bao nhiêu phút nữa Bình Dương? Đâu có đâu, còn nhiều Anh anh. còn bao nhiêu phút? Tại vì em like hồi lúc. Đâu còn nhiều. Alo, chà. Còn còn Nói còn chuyện nửa nói tiếng. giỡn chứ đùa nữa mà. Chà gì có lý người ta. Vậy là ngon à nha, bữa nay nói ngon à. Bữa nay nói Dạ. là Alo, xin chào Bình Dương, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Nói chung Dạ, là chào anh. anh em chia sẻ để đặng mình học hỏi ý kiến nhau thôi mà, có gì đâu. Thì bữa nay nói không không, không xong thì bữa khác nói tiếp. Nói chung thì nghe nãy các anh bạn gì đó nói về vấn đề Formosa. Formosa nó chỉ là cái cớ của những người mà của cái nhóm tôn giáo cực đoan ở miền Trung, họ họ sử dụng cái sự việc sự cố Formosa để mà để gọi là kích động cái lòng yêu nước, kích động những cái lòng gọi là chống phá đất đất nước Việt Nam thôi. Nếu mà các bạn nhìn về vấn đề mà kinh tế đó, Formosa cái vùng đất đó họ lúc trước là dùng chó ăn đá gạn muối, cái vùng đó là vùng đất chết, nhưng mà khi Formosa họ về đó họ đầu tư đó, họ đem về một cái nguồn kinh tế rất là lớn đó, và tạo công ăn việc làm trên 10.000 người chứ không phải là ít, các bạn nghĩ đi. Đấy. Thì cái thằng mô Formosa nó làm nó gian lận và nó để ra xảy ra cái sự cố mà nhiễm cái môi trường, thì người ta cũng làm đền bù và người ta giải quyết vấn đề đó rất là nhanh nhẹn chứ không phải là không. Nói chung thì nó cũng không có ảnh hưởng gì mà đến nỗi mà tồi tệ và khủng khiếp lắm. Những cái trường hợp trong cái những cái công ty lớn mà khi nó làm ăn mà nó có những cái sự cố mà về môi trường đó là chuyện bình thường thôi. Nếu các bạn ở Mỹ thì các bạn cũng thấy cái tụi tập đoàn dầu hỏa của Mỹ nó cũng đã từng xảy ra những cái vấn đề sự cố ở ngoài biển, thì nó cũng phải đền bù và nó cũng phải giải quyết nhanh chóng để đặng mà khắc phục hậu quả kinh tế. Thì ở Việt Nam mình trong những cái thời gian đó thì tôi thấy những cái bà con ngư dân đó, ngư phủ đó, đó các bạn mà lên mạng xem họ trúng những mẻ cá rất là lớn, bạn nói gọi là những mẻ cá bạc tỷ đô tiền Việt Nam chứ không phải là ít đó. Lên 5 tỷ 3 tỷ, từ 3 tỷ 5 đến 5 tỷ bà con nông dân đó. Còn lòng tham con người ta thì bô đãi thôi, khi mà đền bù đó ai cũng vậy, ai cũng muốn mình được đền bù, nhiều khi những người đó họ không có phần mà họ cũng muốn đền bù nữa. Ở đâu tôi thấy cũng vậy, không riêng gì ở Việt Nam mình đâu. Thì khi các bạn nghĩ là chỉ có Việt Nam, người Việt Nam mình mới tham không, thì tôi không tin như vậy. Tôi thấy xã hội nào nó cũng có mặt trái mặt phải, con người ta mà lòng tham con người thì bô đãi, khi mà cái quyền lợi của họ cao quá, họ đòi hỏi cao quá thì lòng tham của họ rất là cao, họ đòi hỏi những cái này cái nọ. Các bạn thấy có nhiều người khi tôi nói về đất Mỹ có một số người họ không đồng ý với cái cách nói của tôi, vì một số người không muốn tôi chia sẻ về những cái mặt trái của nước Mỹ, là bảo tôi đừng có nói xấu về nước Mỹ. Thì nói chung thì tôi thì sống thì phải hòa đồng, mình nói cái gì nó cũng nó phải mở rộng đề tài ra chứ, cứ không có phải ngồi đó mà cứ nhìn về Việt Nam, cái bươi cái đống rác Việt Nam qua cái ngồi đó rồi cái chê Việt Nam thế này thế nọ. Tôi thì tôi không không đồng ý với lĩnh vực này. Mình cười mình chê thì cũng được nhưng mà mình phải nói cho nó công bằng, tôi thích là như vậy. Mình làm Dạ sao đúng anh. mình giúp đỡ những người Việt Nam mình nâng đỡ cái dân trí, mình nâng đỡ cái sự hiểu biết để tạo cho cuộc sống nó tốt hơn, chứ đừng có dìm hàng. Tôi không thích sống dìm hàng, để cuộc sống mình phải 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 khuyến khích đặng mà vươn lên. Tôi thấy là như vậy. Còn cái chuyện nhà thờ mà của dòng của cái nhà thờ mà đang bị muốn mà giải tỏa đó, thì vấn đề lợi ích chung ở Mỹ nó cũng vậy thôi, khi mà lợi ích chung về công cộng đó thì vấn đề nhà thờ nó vẫn phải giải tỏa, đó là chuyện bình thường thôi. Mà cái nhà thờ đó đó mặc dù nó có cái quá khứ trong cái lịch sử, nó có cái chiều dài rất là lâu năm, nhưng mà về về cái khai thác về như là về cái vai trò mà cái những cái mà tiềm năng về lịch sử nó cũng chẳng có mang cái giá trị gì nhiều, nó không mang tính cách gì quá quy mô hết. Mà hiện nay như tôi nghe Bình Dương một số anh chị các bạn nói về cái nhà thờ đó nó có những cái cổ đông, coi như là cái nhà thờ đã xong rồi, coi như cái nhà thờ đã xong rồi, tại vì khi anh đã có cổ đông là anh đã thương mại rồi, cái nhà thờ đó nó trở thành thương mại rồi. Tại sao cái nhà thờ Đức Bà nó nằm giữa một con đường
Ở khu quận 1 phải không? Đó, các bạn thấy vẫn được bảo vệ và vẫn được Dạ cái đúng sự rồi, nguy đúng nga rồi. tráng lệ và những cái công trình của nó đó vẫn được trùng trùng tu rất là đâu ở đó, đâu có dẹp đâu. Các bạn thấy không? Hai con đường vẫn được xẻ ra để đặng mà để đặng bảo vệ cái lịch sử đó và cái tài nguyên đó. Còn cái nhà thờ kia nó mang tính cách là anh đã đầu tư lên kinh doanh rồi thì bây giờ lợi ích của cộng đồng là trên hết. Anh phải giải tỏa và đền bù thỏa đáng theo cái mức thị trường. Nhưng không có cái cách nào mà anh lợi dụng tôn giáo vào đó để kích động chính trị vào trong đó. Mà càng kích động thì tôi thấy đó là sự sai lầm. Mà một khi nó đã cổ đông rồi là anh xong rồi, anh xong rồi, là anh đã thương mại rồi. Khi nói anh đã thương mại rồi thì nó không còn mang tính cách lịch sử gì nữa hết. Lịch sử nó phải được bảo vệ, nó phải Tại được vì quan gọi là trùng tu. Mặc dù tại cái vì khu thì nhà ở đó nó đây á, lâu là năm, nó có cái lâu năm. Sao? tại vì Mình chưa nói đi. em ở đây em có cái phân tích là như thế này, em có cái phân tích như thế này, giống như tùy theo, tại vì tùy theo cái mức độ cái giá trị lịch sử nó người ta xếp hạng, ví dụ chẳng hạn ABC, ví dụ chẳng hạn nhà thờ Đức Bà, tại sao bây giờ họ họ phải bỏ tiền trùng tu lại mà những cái vật liệu có những cái phải mua từ bên Pháp đó. Thì còn cái nhà thờ ở bên đây thật ra thì tại sao họ họ thổi thì thật họ muốn thổi bùng ngọn lửa này lên cho cháy to, chứ thật sự họ không muốn là họ Thì để đó, trung hòa. thì đó, Họ chỉ muốn thổi thì bùng đó. cái ngọn lửa này lên lên cao Nhưng mà nó đã nằm ở trong cái này cổ chút đông coi xíu như là đi bạn xong mà rồi. Vũ, mình sẽ trả lời. Nó nằm ở cổ đông. Nó Dạ. nằm trong vấn đề mà cổ đông coi như là nó nằm việc nó lại thương mại rồi. Tại vì nó mang tính cách lịch sử á, nó phải có một cái chứng tích lịch sử và nó sẽ được nó được bảo vệ trong cái vấn đề mà tôn nghiêm của nó. Giống như nhà thờ Đức Bà là một cái Dạ. điển hình. Đấy. Còn vấn đề mà nó đã trở thành cổ đông và nó không có thuộc về một cái tư nhân nữa, nó không một cái riêng tư nữa và nó không có mang tính cách gì mà quan trọng trong lịch sử nữa, thì cái khu nhà thờ này coi như là xong. Nó phải giải tỏa để đặng mà phát triển khu đô thị vì quyền lợi của số đông, của một cái đại đa số người. Ở Mỹ cũng cũng vậy thôi. Nhưng mà các bạn ở Mỹ các bạn thấy có những cái khu mà nếu mà nó nói về vấn đề mà thương mại đó thì mà khi mà chính quyền mà họ xây dựng về những cái mà cộng đồng đó, đường xá như ở bên tiểu bang tôi ở, khi mà họ mở cái tuyến đường gọi là đường sắt, tàu tàu điện đó, thì nó đi ngang qua cái khu cơ sở thương mại của một cái hai vợ chồng này, họ làm lâu năm rồi, họ cũng chống đối. Nhưng mà cuối cùng vì quyền lợi số đông của cái chiếc xe điện này cần phải được thực thi để đặng mà nó giảm bớt ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, thì hai vợ chồng này cuối cùng họ cũng biểu tình, họ cũng chống đối, nhưng mà cuối cùng cũng không được, bởi vì cái quyền lợi của số số quyền lợi của cộng đồng đó là trên hết. Bởi vì cái thời của ông Bush đó, tôi còn nhớ cái thời của ông tổng thống Bush, ông Bush con đó, họ muốn có sửa cái những cái luật lại là những cái gì mà nó mang tính cách quyền lợi của quốc gia, của công cộng hay là thế nào, thì chính quyền vẫn phải Anh cứ nói giùm em đi ra giờ cái gọi là lấy lại những khu đất đó và đền bù thỏa đáng theo cái mức thị trường. Ok, thì nói chung là như vậy thôi, quyền lợi quốc gia. Và các bạn nghĩ nếu mà khu đô thị đó mà được giải tỏa mà nó tốt thì nó mang đến cái kinh tế và lợi ích chung. Còn nếu mà những cái thế lực khác mà họ sử dụng cái mưu đồ đó để lồng vào trong chính trị thì tôi thấy đây là một cái điều nó không đúng. Nếu mà họ giật dây hay xúi giục những người khác thì cái nhà thờ này hơi bị khó, rất là khó. Tại vì nó không thuộc về của một cái sự riêng tư về giáo hội. Nó không thuộc về những cái quyền là riêng tư của một nhóm tổ chức tôn giáo riêng lẻ, mà nó thuộc về công cộng rồi. Nó đã đi vào trong thương mại rồi, nó đã có cổ đông rồi, vậy là anh xong rồi. Khi mà cổ phải chấp thuận theo cái nghị định và những cái luật pháp của địa phương giải tỏa để mang đến cái lợi ích chung.